Huy xin kính chào tất cả quý anh chị. Ngày hôm nay Huy sẽ cùng với quý anh chị xem qua chiếc xe mới vừa được Toyota Thăng Cảng bên Huy mua về quý anh chị. Toyota Fortuner máy dầu mà là số tự động quý anh chị. Xe được sản xuất vào năm 2022 và cái mẫu này là mẫu 2023 nha quý anh chị nha. Mẫu 2023 thì với cái sản phẩm này sẽ được bảo hành tới 150.000 cây hoặc là bảo dưỡng tới năm 2027 lần anh chị. 2027 lần nha quý anh chị nha. Đó là cái mẫu của 2023 thì sẽ được bảo hành cũng như là về cây số và thời gian nó sẽ dài hơn 5 năm hoặc là 150.000. Và xe này mới đi được có 24.000 cây quý anh chị. 24.000 cây. Chế độ bảo hành hãng còn đầy đủ hết, cho nên là anh chị mua những sản phẩm như thế này anh chị hoàn toàn yên tâm, không lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Anh chị còn bảo hành hãng tới 2027 các anh chị. 2027 giữa năm 2027 cũng như là cây số tới 150.000 cây. Đó, cho nên anh chị không phải lăn tăn lo lắng bất kỳ vấn đề gì. Và bên Huy cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản cho quý chị. Và cái mẫu này là một trong những cái mẫu được khách hàng tìm kiếm rất là nhiều. Một chiếc xe không kén nhiên liệu như những cái sản phẩm mới. Và cái option của nó sẽ đầy đủ hơn so với cái option mới. Hiện tại những cái sản phẩm mới quý chị đang bị cắt bớt những cái option, những cái tính năng của sản phẩm Fortuner máy dầu số rộng để giảm giá thành xuống, thì chiếc xe này vẫn giữ nguyên những cái option và có rất là nhiều option ở trên cái xe này. Huy sẽ cùng quý anh chị xem qua. Đèn thì được trang bị là đèn bi led nha quý chị nha, rất sáng, tự động bật tắt. Thì hiện tại cái chị trời đang tối cho nên là Huy để chế độ auto là đèn tự động sáng nè quý chị, và có thể tự động điều chỉnh độ cao thấp của đèn luôn, và có dải đèn chiếu sáng ban ngày đây, 4 bóng nha quý anh chị nha. Rồi đèn cản cũng được trang bị là đèn led, rất là sáng luôn quý chị. Rồi có trang bị hai cảm biến khoảng cách ở phía trước, đèn xi nhan được đưa xuống dưới cản, và cái đèn dummy anh chị thấy không? Đó này, đấy, gầm bệ còn rất là mới đấy anh chị thấy chưa. Xe có nhân sử dụng rất là kỹ, vỏ là còn nguyên mãn theo xe này. Đây anh chị nhìn nè, gai vỏ này còn rất là dày luôn. Xe này bên Huy về làm spa làm đẹp lên là càng như mới cho quý anh chị luôn. 2022 quý anh chị, đây tuần thứ 10 của năm 2022, vỏ đồ còn rất là mới, không bị lão hóa gì quý anh chị nha. Đấy, gầm bệ bên trong anh chị thấy không, rất là mới luôn. Đấy, 2022 đó anh chị để ý cái mẫu 2023 là nó sẽ được vị trí này sẽ được sơn bằng màu bạc đấy. Với những chiếc xe mà đầu năm 2022 thì là cái mẫu 2022, mẫu 2021 thì chế độ bảo hành hãng nó sẽ không có đầy đủ bằng nha quý chị nha. Đấy, thì Huy cũng chia sẻ sơ quý chị mình nắm. Đây chủ xe trang bị thêm quý chị. Rồi, đây những chi tiết bằng cao su. Đó, rất là tiết kiệm nhiên liệu nha quý chị nha, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nó sẽ tiết kiệm hơn so với cái mẫu mới, so với những cái xe mẫu mới. Mẫu mới là nó cắt ba gầm quy trên luôn anh chị. Rồi đây cũng không được sơn bằng lớp sơn màu bạc. Đó, nó tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Rồi vỏ là như Huy chia sẻ là còn nguyên bản theo xe hết nha quý chị nha. Rồi gầm bệ đây anh chị nhìn này, đó, mới tinh, vỏ xe cua còn nguyên chưa hạ luôn quý chị. Còn nguyên chưa hạ luôn. Đó, xe này bên Huy về làm spa làm đẹp lên cam kết với quý anh chị là ken như mới. Đây tay nắm cửa mặt rơm này, có công tắc rơm vào cửa thông minh, dán phim che mưa đầy đủ hết quý chị. Mới có 24.000 cây thôi. Đó. Công tắc lên xuống kính là auto, tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn nha quý chị nha. Rồi đây, đó, tapi cửa này, những miếng chống trại bật lên xuống. Đấy, chủ xe trang bị thêm lót sàn, lót sàn là trang bị thêm này anh chị. Rồi đây là tấm thảm lót bằng cao su, chủ xe cũng trang bị thêm luôn. Đấy, bằng đập thắng, bằng đập ga. Ghế ở bên tài và bên phụ đều là ghế chỉnh điện 8 hướng cho quý chị nha. Đây các chị, túi khí, bảy túi khí. Đây các chị, 2022 bảy túi khí cho quý chị nha. Rồi ốp gỗ bọc da là phần vô lăng, còn cái mẫu mới bây giờ là nó chỉ là urethane thôi. Đấy, và Huy nhớ là cái mẫu mới bây giờ nó không có cái lãi chuyển số trên vô lăng luôn quý chị, không có luôn quý chị. Đấy, bỏ luôn lãi chuyển số vô lăng luôn. Xe này thì có lãi chuyển số này, rồi có công tắc cruise control này, rồi ốp gỗ này, có những phím điều chỉnh âm lượng, đàm thoại lên tay, điều khiển giọng nói này. Đấy, đèn thì anh chị chỉ để chế độ auto là tự động bật tắt, trời tối là tự động nó sáng lên, khỏi cần phải bật đèn mất công. Nhiều lúc quên quý chị. Đây còn mặt đồng hồ táp lô này, đẹp không? 24.093 cây số, chuẩn nha quý chị. Đây, thảm lót cách nhiệt cho táp lô, xịn chưa? Đấy. Đầu DVD, đầu DVD Android. Và xe này có trang bị camera hành trình ghi hình nha quý chị. Camera hành trình ghi hình này. Rồi, có gương chống chói tự động trong xe luôn. Có phương tiện phía sau nó chiếu tới trước nó không bị chói mắt cho quý chị. Huy nhớ cái mẫu mới bây giờ giống như là nó bỏ cái gương chống chói tự động trong xe luôn quý chị. Nó cắt rất là nhiều option.
Và đó là những cái option mà Huy thấy rất là cần thiết cho cá nhân người sử dụng. Khởi động bằng nút bấm start up quý chị. Hệ thống điều hòa tự động này, đấy, tự động hai dàn lạnh trước sau đều là tự động hết quý chị nha. Đó, những cái phím điều chỉnh rất là dễ nhìn, dễ quan sát. Hộp số tự động có chế độ Eco Power, cân bằng điện tử của xe có hết như vậy. Thì cái này nó cũng cắt luôn quý chị, nó chỉ là ốp nhựa thôi, nhựa đen thôi, nó không được ốp gỗ sang trọng như thế này. Đấy, anh chị thấy cắt nhiều lắm quý chị, thì Huy đề cập một số những cái chi tiết cắt nhẹ nhẹ thôi. Đó, để anh chị mình quan sát. Đó, còn nó cắt cũng khá là nhiều. Để giảm giá thành xuống anh chị. Và với tiêu chuẩn khí thải Euro 5 á, thì nó cũng rất là đau đầu, rắc rối cho những cái khách hàng ở tỉnh. Thường mua những cái sản phẩm mà xe mới bây giờ mà đổ không đúng nhiên liệu của anh chị là sẽ không được bảo hành về động cơ. Đấy, không đúng nhiên liệu ở đây là không đúng nhiên liệu đặc chuẩn chứ không phải là dầu mà đổ lộn xăng đâu. Đấy, đây cái chị này có YouTube này, có map này, đấy, có zin này, đó, có việc map live của anh chị nha, dẫn đường luôn anh chị. Đấy, thì đó là rất nhiều những cái tính năng ở trên chiếc xe này thì Huy sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình sau. Đây, app này của chị nha, đấy, rất là nhiều những cái option ở trên này. Đó, anh chị thấy không, rất là nhiều nha. Đó, đầu này khá là xịn thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình tìm hiểu sau ha. Rồi mình sẽ đi cho anh chị xem Fortuner là một trong những cái mẫu xe rất là quen thuộc tại Toyota Tân Cảng Minh Huy, vì bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, các anh chị là đại lý chính hãng của Toyota nha. Xe bên Huy thì có bảo hành đảm bảo về cam kết chất lượng đầy đủ hết đó, cho nên anh chị yên tâm. Đó, băng ghế sau rồi anh chị, đẹp lắm. Đây anh chị nhìn này, rồi này vị trí bệ tì tai, có vị trí để ly nước đó, anh chị thấy chưa, vị trí lấy nguồn này, rồi trên trần đây cửa gió này anh chị. Đấy, cửa gió điều hòa, hệ thống điều hòa tự động này. Fortuner ngồi rộng rãi thoải mái, và những tính năng cân bằng điện tử của xe thì có hết, cho nên là đi những chiếc xe như thế này không sợ sai xe của anh chị. Đấy, bọc ni lông tràn có rồi nha quý chị. Đấy. Với một chiếc xe rất là rộng rãi thoải mái 7 chỗ, cái này ghế chúng ta có thể ngã trượt tới trượt lui, khoảng cách từ đầu chúng ta có thể điều chỉnh được thoải mái luôn. Đấy, còn xe này một trong những chiếc xe gia đình đi, và về chất lượng thì anh chị yên tâm nha, không phải lăng tăng lo lắng bất kỳ vấn đề gì cả. Đó, bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đấy, các chị, kể cả cản giống như là còn zin nha quý anh chị. Bốn cảm biến khoảng cách UV sau, chi tiết mặt chrome sáng bóng, những miếng chống trại bật lên xuống giúp bảo vệ cho những cái cản này nó không bị trài xước khi mà lái đồ. Đây, bốn cảm biến khoảng cách UV sau, cho nên là như chị biết đó, là sẽ rất là an toàn khi quý anh chị mình di chuyển. Đây, vị trí này anh chị thấy không, đẹp không? Đấy, quá đẹp, chuẩn đẹp luôn các chị. Một chiếc xe gia đình đi. Và như Huy chia sẻ là về chế độ hành hãng thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Mới có 24.000 cây thôi. Và chế độ hành hãng thì bảo hành tới 150.000 cây. Hoặc là tới 2027, giữa của năm 2027 quý chị. Này, những vị trí này thì rất là ít khi mà xài. Cho nên là còn rất là đẹp. Còn này chủ xe, này chủ xe lót thêm quý chị. Mà cái tấm lót này chủ xe có may nha quý chị nha. Cho nên là nó ôm và nhìn nó rất là đẹp, rất là sạch sẽ luôn quý chị. Tapi cốp sau. Đấy chị khe hở với các chi tiết này, đèn sáng trưng Đấy, vỏ bọng đồ còn mới tinh. Thì những chiếc xe như thế này anh chị yên tâm nha. Và Huy rất là thích ở trên cái mẫu xe này là cái mẫu 2023 nha quý chị. Mẫu 2023 nha. Đó, anh chị đừng lầm tưởng so với cái chiếc xe này, về giá trị của nó so với những chiếc xe của 2022 là không bằng quý chị. Về chế độ bảo hành hãng thì Huy chia sẻ để quý anh chị mình nắm ha. Có rất là nhiều anh chị cũng đang so sánh là 2022 với 2022, nhưng mà 2022 cái mẫu là 2021 hay là cái mẫu của 2023. Nó khác nhau ở chỗ là về chế độ bảo hành, anh chị có thể bảo hành được bảo hành tới 150.000 cây, hay là chỉ có tới 100.000 cây thôi. Anh chị bảo hành tới 5 năm hay là chỉ bảo hành được 3 năm thôi. Đó là sự khác biệt và rất ít khi quý cô chủ anh chị mình quan tâm, mình để ý. Thì Huy cũng chia sẻ để quý anh chị nào mà chưa nắm được cái vấn đề này thì anh chị cũng nên cân đối. Vì cái chế độ bảo hành hãng nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái giá trị của chiếc xe. Và với chiếc xe này các chị, tôi báo cho anh chị một mức giá luôn là 980 triệu nha quý anh chị nha. 980 triệu. Đó. Và anh chị nào thích cái mẫu xe này thì anh chị liên hệ. Rồi đây anh chị nhìn động cơ nè, còn mới á, rất là mới luôn. Đấy. 2022 quý anh chị nha. Rồi. Thì anh chị yên tâm mua xe tại hãng thì có cam kết có bảo hành về chất lượng cho quý anh chị đầy đủ hết, cho nên chị yên tâm. Còn xe này là xe gia đình đi. Đấy, xe gia đình đi, chủ xe mua cái phí quản lý đường bộ là đăng kiểm tới đâu mua tới đó, là còn tới tháng 11 của năm 2026 lận quý chị nha. Đấy, tháng 11 của năm 2026 lận. Ok, rồi thông tin sơ để cho quý cô chú anh chị mình nắm về cái mẫu xe này. Rất là quen thuộc, một trong những cái mẫu xe bền bỉ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ, tiết kiệm và
Về chất lượng thì anh chị yên tâm, mua xe tại hãng thì anh chị không phải lăn tăn bất kỳ vấn đề gì cả. Giá niêm yết 980 triệu. Và anh chị nào thích sản phẩm liên hệ sớm, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn rõ hơn cho quý anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Rusuma Tân Cảng, đại lý chính hãng của Toyota Việt Nam. Huy xin kính chào và kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.